Quý khán giả, các nhà hảo tâm thân mến, cạn nước mắt trong những tháng ngày thai nghén bị chồng bỏ rơi, rồi lại khô nước mắt vì bệnh tật mà không tiền chạy chữa. Người phụ nữ mà chúng tôi giới thiệu đến quý vị trong chương trình hôm nay dường như đã đi đến tận cùng của bất hạnh khổ đau. Nhưng trước khi chia sẻ với hoàn cảnh của chị, mời quý vị cùng cảm thông với gia đình của anh Nguyễn Văn Bé, hay còn gọi là anh Bì, ở ấp Tân Thạnh, xã Tân Phú, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang mà chúng tôi đã giới thiệu trong chương trình kỳ trước. Không cam chịu cái nghèo, từ nhỏ anh Bì đã làm rất nhiều nghề, từ bốc vác cho đến lên thành phố Hồ Chí Minh làm công nhân, rồi khi về quê lại đi bán bánh mì dạo. Anh làm tất cả cũng chỉ mong cha mẹ được an hưởng tuổi già. Rồi khi cưới vợ, nhờ mai mối nên anh cũng đâu biết rằng vợ mình từ nhỏ thần trí đã không được bình thường. Từ ngày cháu Chúc lọt lòng, bệnh tâm thần của chị Hương ngày thêm nặng. Mọi việc trong ngoài dồn lên vai anh. Qua bao tháng ngày vất vả ngược xuôi, anh lại nuôi một ước mơ cháy bỏng là được ở nhà chăn nuôi hoặc buôn bán nhỏ và được chữa bệnh cho vợ, cho con. Để giúp anh Bì hiện thực hóa ước mơ, các nhà hảo tâm đến để chia sẻ với gia đình anh. Tuy nhiên, chị Hương, vợ anh Bì cũng không còn đủ tỉnh táo để dự buổi trao quà. Đến đây để nghe câu chuyện về người chồng, người cha tảo tần sớm hôm để nuôi vợ, nuôi con. Để cùng nghe câu chuyện cảm động về đạo nghĩa vợ chồng. Dẫu lúc khỏe mạnh hay khi bệnh tật ốm đau, vẫn nương tựa vào nhau, cùng nhau vượt qua bao nỗi nhọc nhằn, để rồi cùng động viên anh tiếp tục làm trụ cột để vợ con có thể tựa nương. Nghèo khổ nhưng chịu khó, chịu đi mua bán, chịu lo gia đình, đó vậy là cũng rất là tốt. Thấy ảnh rất là khó khăn về cả là vật chất rồi về tinh thần, thì tôi cũng rất là thấy nó cũng cảm thấy mình cũng hơi là đau xót. Cùng là bạn bè với Đồng Tháp đồ đến đây để cùng là chia sẻ cảnh đời với anh Bé. Chứ lá lành đùm lá rách à. Cũng nhờ vậy đó, người già, người giàu lẫn người nghèo chung vai góp sức cho cộng đồng, giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh khó khăn để vượt lên. Chỗ họ anh Bé này thì cũng là đáng nhận được căn nhà, tại vì gia đình ảnh cũng rất là khổ. Hội chữ thập đỏ của tỉnh thì liên kết với bên em, thì vận động bên em sẽ tặng cho căn nhà tình thương. Tổng số tiền quyên góp được của các mạnh thường quân là 96.510.000 đồng. Và trong khi đó thì cũng có dự tính, thứ nhất là sẽ sửa lại căn nhà đã dột nát để cho gia đình anh Bé có một cái tổ ấm gia đình để mà sinh sống. Cái thứ hai là để trả nợ cho ngân hàng là 16 triệu và để lại làm vốn cho anh Bé bán vé số trong cái thời gian sắp tới là 2.510.000 đồng. Là tổng số tiền mà để lại và sửa nhà rồi trả vay thì còn lại tổng số tiền sẽ gửi tiết kiệm cho anh Bé trong thời gian sắp tới là 70 triệu đồng. Vì hoàn cảnh có các mạnh thường quân các giúp đỡ cho em về em mừng ra. Dạ, cho này em gắng mừng phấn đấu lên vượt nghèo với người ta. Thưa quý vị, chưa nguôi nỗi đau trong lòng thì bị chồng bỏ rơi, chị lại nhận thêm nỗi đau thể xác khi chứng tai biến mạch máu não khiến chị trở thành người thực vật. Bao nhiêu nước mắt rồi cũng cạn khô, bao nhiêu nỗi đau cũng chẳng thể thốt nên lời. Giờ đây, hai mẹ con chị phải sống nhờ vào sự cưu mang của cha mẹ ruột, dẫu rằng cha mẹ chị cũng thiếu trước hụt sau.
sợ rồi sẽ gãy gánh, khổ đau lận đận, nên 30 tuổi tôi mới kết hôn. Nhưng rồi những nỗi lo sợ của tôi lại trở thành hiện thực quá sớm. Cuộc sống vợ chồng hạnh phúc chưa tròn nửa năm, ngày tôi về bên nhà cha mẹ ruột náo nương trong lúc bị thai hành, cũng là lần cuối cùng tôi còn được nhìn thấy chồng tôi. Bất đắc dĩ, tôi phải làm người con bất hiếu về bám víu cha mẹ già. Nghề làm tóc dẫu không dư giả, nhưng cũng giúp mẹ con tôi không phải chạy ăn từng bữa. Cho đến một ngày, chứng tai biến mạch máu não khiến tôi ngã quỵ. Cha mẹ tôi phải chạy dạy khắp nơi, nhưng tiền thì hết, mà một phần não tôi phải gửi đi nuôi ở Sài Gòn. Tất cả những gì tôi có thể làm được là nghe và kềm lòng đừng khóc. Tôi từng ước mơ sẽ cùng các em chăm lo cho cha mẹ lúc bóng xế tuổi già. Nhưng gần một năm nay, mẹ tôi phải ngày đêm chăm sóc cho tôi, làm sao mà tôi không đau lòng được. Các em tôi thì có gia đình riêng, nhưng đều khó khăn nên cũng không giúp gì được cho cha mẹ. Miếng cơm tôi ăn, chén thuốc tôi uống và cả cuộc sống của đứa con tôi, tất cả đều phải nhờ vào mẹ cha tôi. Dẫu rằng cha tôi ngày ngày phải đi làm phụ hồ, mặc cho tuổi tác đã gần 60. Những việc mà con cái hay làm giúp cho cha mẹ, thì nay mẹ tôi lại làm giúp cho tôi. Cơ thể tôi đau thì một, mà tâm can tôi xót đến 10. Cô Dung ơi, khi mà chị Phương chỉ bệnh đó, là từ khi ngày chỉ bệnh tới đây là tinh thần của chị rất là suy sụp, cô chắc cũng trong đau khổ lắm đó cô ha. Đương không mà hỏi cho con mà nó đi đứng mà bình thường nó chuyện đàng hoàng vậy. Bây giờ nó ngã nằm xuống không nói năng gì được, đi không đi được. Mà đau biết bao nhiêu. Tại vì cha nó thì cũng gần hết sức lao động. Đâu thì cũng không có sức lao động. Thành ra con thì cũng phải trong tay nhờ. Nên còn giờ không biết nói làm sao. Hoàn cảnh của con nó vô phước. Chồng chị cũng bỏ chị luôn, không có thăm lom gì hết. Coi như là ngày có bầu tới giờ là nó không có lưu liếm gì nữa hết. Rồi cái chỗ mà cái phần não mà gửi đi đó thì bây giờ là bác sĩ có nói là sẽ lắp lại được không hay là sao cô ha? Bác sĩ nói hẹn thì hẹn 3 tháng. Trong khi về này thì gần 9 tháng rồi. Tại thấy con nó yếu rồi không biết gáp vô nó có cảm giác như thế nào, hay là gáp vô rồi nó bệnh hơn nữa. Mình sợ, cái đầu cũng hơi sợ. Giờ thấy nó đi chưa được thì mình chưa rõ, cho nên thành ra cũng chưa dám gáp. Và tiền bạc thì cũng cha con rồi kia nọ, giờ cũng hết sức, cũng cạn kiệt lắm giờ. Rồi cô nói cô bệnh thì trong người của cô là cô bệnh gì? Về đi lo cho nó, về cho mình thì thiếu máu cơ tim, về huyết áp, về nó gan nhiễm mỡ gì nữa. Rồi từ hôm đó tới nay thì cũng xin thuốc chung với nó ở dưới bệnh viện luôn, uống luôn. Không có tiền lo cho cổ chỉ rồi, không có tiền để thuốc thang luôn mà sao vẫn cho đứa cháu nó đi học vậy cô? Bây giờ mẹ nó thì bệnh thì phải lo cho mẹ nó.
rồi giờ con không lẽ mình bỏ nó vô. Thì kệ, mình cố gắng cho cái đâm hay cái đó, bây giờ biết làm sao bây giờ. Để nó vô, cũng tội nghiệp rồi. Cái tiền học của nó sao, con đóng như thế nào? Không, chỉ mình nghe nói thôi, mình cũng chưa dám mặt với con, nghe nói là tiền này tiền kia là 700 mấy. 700 mấy. 9 tháng trời rồi mà vẫn chưa có tiền học cho cháu đi học hả con? Tại vì mình có hẹn, thành ra cô cũng nói với lại mình, chỗ hiệu trưởng đó. Mình cũng nói hoàn cảnh như vậy đó, thẳng rồi đóng. Nó nói ngay hiệu trưởng cũng thông cảm. Tất cả những lời thăm hỏi, động viên, tất cả những của cải vật chất mà người thân và địa phương dành cho mẹ con tôi cũng không đủ khả năng để nói một lời cảm ơn. Tôi chỉ biết rằng người thân và chính quyền địa phương đã hết lòng hết sức. Nếu không, có lẽ hai mẹ con tôi đã không còn được sống đến bây giờ. Tôi chỉ sợ một ngày nào đó tôi không còn gượng được với những cơn đau. Nếu mà bệnh tật như thế này thì cái cuộc sống của gia đình rồi nó lôi cuốn rất nhiều, coi như là cái người khác nữa trong gia đình, thì cũng nhờ coi như là sự giúp đỡ coi như tận tình của bà con, cô bác ở coi như gần xa để giúp cho cô Phương. Quý khán giả và các nhà hảo tâm thân mến, quý khán giả có tấm lòng thân thảo giúp đỡ cho gia đình chị Diệp Kiều Phương, hãy liên hệ gia đình chị Diệp Kiều Phương, ấp Đông Thuận, xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành. Ban công tác xã hội chữ thập đỏ tỉnh Hậu Giang, điện thoại 0711 3 504 934. Chương trình cảm thông và chia sẻ Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang, số 1 đường Võ Văn Kiệt, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, điện thoại 0711 2 467 101. Chương trình sẽ tổ chức trao quà cho gia đình chị Diệp Kiều Phương vào sáng ngày 6 tháng 5 năm 2016. Mời quý khán giả, các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân tham dự và chung tay chia sẻ với gia đình chị Phương. Quý vị cũng có thể xem lại chương trình này tại địa chỉ hauyangtv.vn. Chúng tôi rất mong nhận được sự cảm thông và chia sẻ của quý khán giả, các nhà hảo tâm. Còn bây giờ, chương trình cũng xin được tạm dừng. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.